chào cô chú anh chị, quay trở lại với nhà Thúy Yuri ở Phần Lan. Bây giờ Thúy đang ở nhà một mình, nãy giờ là đang dọn nhà. Và bây giờ đã 8 giờ, 9 giờ kém đêm rồi. Và hai em bé đi qua ông bà nội, tại vì hôm nay là ông nội nói ông nội sẽ đón em Bon và em Môn từ trường, xong đó đưa về nhà ông bà để ông bà sẽ đưa hai em đi ăn và cũng như là đi mua một số thứ. Thì bà kêu là để cho Thúy có thời gian cho bản thân, có thể nghỉ ngơi hoặc là làm gì thì làm. Tại vì cả tuần nay Thúy đã kiểu đi học về, sáng đón con đi học, xong rồi Thúy cũng lên trường xong lại đón con đi về, xong rồi nấu cơm, rồi cho con ăn, rồi tắm rửa cho con chơi với con một chút xíu, xong rồi lên giường đọc sách, đọc truyện cho con đi ngủ. Như thế thì Thúy không có thời gian để học bài luôn, cho nên cũng không hề có thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi gì hết. Thế là ông bà kêu là đợt này, ông bà hôm nay thì tại vì ngày mai là cuối tuần, thế là ông bà sẽ đón hai em bé giùm Thúy và để cho Thúy nghỉ ngơi một chút xíu. Nhưng mà thật ra là nãy giờ Thúy đang dọn nhà, bữa giờ có em Bon mua ở nhà thì nhà rất là bừa bộn vì hai em chơi rồi chơi hết cái này đến cái kia, và mình cũng có những cái việc khác phải làm, thế là không có thời gian để dọn nhà được ý. Thì bây giờ Thúy vừa dọn xong, bây giờ đang chờ ông bà đưa hai em bé về ngủ. Thực ra là bây giờ đã khá là muộn rồi, đã 9 giờ kém rồi, thì đang lo là hai đứa ngủ trên ô tô, mà ngủ trên ô tô thì chút về nhà sẽ không ngủ được. Nhưng mà bây giờ phải chờ thôi. Ông bà chắc là phải, ông bà ghé siêu thị để mua một ít trái cây cho nhà Thúy nữa. Tại vì hôm nay thì có đi chợ nhưng mà chỉ mua đồ ăn thôi, vì đồ quá nặng thì không thể xách được, mà lại đi tuyết, lội tuyết về thì đi xe buýt. Cho nên là mọi người về rồi, em Bon về rồi. Hay giật mình luôn. Hello! Vivi, che soi piove, che lo! Oh, mi stui! Wow, mi chiù con đồn! Wow, super Hallery! Tito! Oh, pa di on! Che era? Pa di on, è mia! Porca noita, koska mi... Tito, sta vaan porca! Onko lapset rumpua? Au, ei nyt! Vaan silloin kun tultiin päiväkodista. Okay. Hyvä. Vivi on kuin aurinko. Kuin aurinko on meidän Vivi. Mikä on kuin aurinko? Kuin aurinko hymyilee ja hyvää tuntunen. Joo, iloinen. Joo. Vi chú tôi qua mẹ thêm để xem là trời ơi, Harry mới đẹp quá ta. Và... Lại tục cho cái vò vò. Chị em bé nhớ mẹ không? Thì nhớ mẹ không? Dạ có, thơm nhớ, nhớ mẹ thơm nhớ. Con nghe anh chị ạ. À bảo định. Túi. Dạ. Đâu không? Này đúng không? Ở đâu ta? Chưa. Ở đây hả? Ở đây nhá. No. Đây. Đây nhá Môn. Hai. Ê ê. À. À. Ok, thế đây. Wow. Lần cuối nha, lần cuối nha. Để chàng Mai ăn nữa rồi. Ôi chù chù chù. Ole và lít cha đi nữa. Ok, vitamin. Ole và. Dạ. Bây giờ hai đứa muốn mẹ kéo này đúng không? Dạ. Hai đứa xin chào ông bà cô chú. Xin chào bà. Đúng rồi, ngon ăn nha, mẹ kéo nha. Ok. Ngồi ôm em khỏe em lắm kìa. Rồi nằm xuống được, nằm xuống. Ôm em hả? Ui. Nằm nha. Ok. Ok chưa? Chưa nữa. Mình gửi cho bố nha, ôm em nè, thơm em nhé. Ôm nhẹ thôi, ôm mạnh đây. Thì xin chào cô chú anh chị. Bây giờ đã là 11, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Và hai bé mới đi ngủ. Thì mà cho hai bé đi xông hơi, xong rồi xong mới chịu đi ngủ. Hôm nay là cuối tuần cho nên hai em ngủ hơi muộn một chút xíu. Bây giờ thì mới có thời gian để sắp xếp vitamin để ngày mai mang đi gửi, để gửi về Việt Nam á cô chú anh chị. Chuyến hàng cuối cùng trước khi mà năm mới.
Thì tại vì anh Yuri không có ở nhà, Thúy phải làm những cái này một mình và ngày mai phải đưa đi gửi một mình. Thì có thể Thúy sẽ phải nhờ bố mẹ hoặc mẹ để đưa đi, chở đi. Tại vì Thúy phải gửi hơi xa nhà một chút xíu. Và cũng giống như là đợt trước thì sản phẩm đợt này nhờ Thúy cũng có bộ não của Ginkgo 6000mg. Nhưng mà cái này thì đợt này Thúy mới về thôi, nhưng mà chỉ còn tầm 10 hộp nữa, đã được đặt hàng gần hết rồi, chỉ còn tầm 10 hộp nữa là chưa có chủ nhân. Và cái Omega DHA này thì cái này thì em bé từ 2 tuổi có thể dùng được rồi, nhưng mà từ 2 đến 11 tuổi thì dùng một viên cho những cái người mà không thể nuốt được viên thuốc đó, cô chú anh chị. Những sản phẩm của bên Thúy thì tất cả mọi lứa tuổi từ trẻ em đến hai người lớn trong gia đình đều dùng được. Và những cái người mà không thể nuốt được viên thuốc ấy, thì có thể ăn cái viên này. Cái viên này nếu mà người lớn thì dùng 2 viên một ngày, còn em bé từ 2 đến 11 tuổi thì dùng 1 viên một ngày là đủ. Còn người lớn thì phải dùng 2 viên một ngày. Kể cả vitamin tổng hợp dạng kẹo này, người lớn dùng 2 viên một ngày, còn trẻ em thì dùng 1 viên một ngày là đủ cô chú anh chị. Và cái này cũng là một loại vitamin dành cho người lớn. Cái này thì mỗi ngày một viên thôi cũng được. Cái này thì vị cam chanh, nhai, dùng để nhai nếu mà dành cho những người mà không thể nuốt được ý. Cái này thì có rất là nhiều loại vitamin khác nhau, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 18 vitamin trong một hộp này. Cái loại này là cũng là dạng nhai, hạn dùng 2025. Thì cái này thì đợt này Thúy chỉ về thử tầm 6-7 hộp thôi cô chú anh chị, không có nhiều. Và thỉnh thoảng thì cũng có nhận order, kiểu như là một số cô chú anh chị tin tưởng á, xong cũng gửi Thúy mua một số loại, giống như là cái này là trà chaga hòa tan, cái này gọi là hòa tan instant chaga. Thì chaga có nhiều loại, cái loại mà thô là một, là cái loại đã qua tinh chế này nhưng mà nó không có hoàn toàn, mà cái này thì có thể hòa tan. Thì có nhận mua dùng mang về Việt Nam nữa. Và thỉnh thoảng thì cũng có nhận hàng nhuộm tóc nhưng mà dạng dầu gội. Thì mọi người dùng dầu gội này là gội lên tóc, là giống kiểu là mình đi tiệm để nhuộm ấy, nhưng mà nó rất là an toàn cho sức khỏe luôn. Thì để nhuộm tóc như thế này, thỉnh thoảng nó có sale, thỉnh thoảng thì không có sale. Và vẫn là vitamin tổng hợp cho phụ nữ trên 50 tuổi. Và sản phẩm đợt này thì có gửi về một nửa rồi, đó là Omega sụn khớp. Đợt này thì mua được gần 20 hộp Omega sụn khớp. Tại vì đợt nào cũng hết hàng, cho nên là đợt này thì mua hết của họ luôn. Mua hết của họ nhưng mà chỉ được 20 hộp thôi. Và hạn dùng của nó thì tại vì cái nó chứa gừng và một số vitamin cái loại để đặc thù cho sụn khớp gối cô chú anh chị. Cho nên là hạn dùng của nó không bao giờ được dài. Cái loại này hạn dùng của nó khi nào cũng ngắn. Và một số loại vitamin giống như canxi, vitamin D cho người lớn, cho trẻ em, là vitamin tổng hợp cho người lớn, cho trẻ em, hoặc là vitamin tổng hợp cho bà bầu. Vitamin tổng hợp cho bà bầu thì chỉ cần một viên một ngày thôi. Thì cái này thì thỉnh thoảng có người đặt thì mới về. Một hộp này dùng được 3 tháng. Ngoài ra đợt này thì cũng có về vitamin tổng hợp cho trẻ em dạng gấu này là 120 viên và loại 90 viên nữa. Thì người lớn có thể dùng 2 viên một ngày cũng không sao hết. Tại vì anh Yuri vẫn chưa về và Thúy với anh kêu là vẫn chưa biết là chắc chắn là khi nào được về. Tại vì giống như đợt trước là đi 2 tháng nhưng cuối cùng phải đi 2 tuần nhưng mà phải ở 3 tuần. Nên đợt này cũng có thể là như thế. Và Thúy đang mặc áo của anh để đi ngủ. Tại vì khi Thúy mặc áo của anh Yuri đi ngủ để ôm con ngủ thì con cũng có thể ngửi được cái mùi hơi của bố. Thì cho con đỡ nhớ bố cũng như là đỡ kiểu rất là thương bố vậy đó. Thì Thúy mặc áo của anh ngủ để cho các con có thể ngửi được mùi bố. Khi mà Thúy có thể ôm hai em bé hai bên để ngủ thì con có thể ngửi được mùi của bố trên người của Thúy nữa. Thì như thế thì cũng tốt cho em bé. Và từ trước giờ luôn khi mà anh Yuri không có ở nhà thì Thúy đa số nhé, nếu không mặc được hàng ngày thì kiểu tuần ít nhất là 3 lần thì Thúy sẽ mặc áo của anh để đi ngủ cùng với các con. Đợt này thì có về một loại omega, đó là omega 3, vitamin D 3 và vitamin E với hàm lượng omega lên đến 1000mg. Loại này 1000mg và loại này một hộp 60 viên thì đang sale là 290.000 trong một hộp này. Đợt trước thì về hộp này 50 hộp thì đã bán hết rồi, thì đợt này chỉ còn tầm 30 hộp nữa thôi cô chú anh chị. Đợt này thì về 30 hộp nữa thôi tại vì hết vốn. Cái loại này sale 290.000 một hộp và nó là 60 viên và cái hàm lượng omega nó cao, nó gồm omega 3 và vitamin D 3 và vitamin E trong một hộp này 1000mg, cô chú anh chị có thể xem. Đây là sản phẩm của Na Uy sản xuất nhưng mà có trụ sở tại Phần Lan, nó đều là hàng của Bắc Âu hết. Và hàng của Bắc Âu thì cô chú anh chị cũng biết là nó rất là chú trọng về sức khỏe rất là nhiều. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ và yêu thương nhà Thúy. Nếu mà mọi người
có nhu cầu bổ sung vitamin cho sức khỏe thì hãy liên hệ cho Thúy ở Zalo, thì sẽ để số Zalo trên này hoặc là Facebook của Thúy. Nếu mà mua hàng mà chuyển khoản trước thì Thúy sẽ free ship. Từ giờ trở đi nếu chuyển khoản trước Thúy sẽ free ship, còn nếu mà muốn ship code thì Thúy sẽ khách hàng sẽ tự trả tiền ship. Thúy cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ nhà Thúy Yuri và hai em bé. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Chúc cả nhà ngủ thật ngon. Bye bye cả nhà.